Đây rồi. Wow. Ông già ăn uống diện thật đấy. Toàn đồ ngon. Đồ ngon ở đâu? Ủa ơi. Thế mà lúc nào cũng kêu không có tiền. Chuyện bố anh mà lại. Này. Vào bếp lấy em cái túi ni lông. Đem gì? Thì nhiều đồ ăn ngon thế này, bố ăn không hết, vợ chồng mình mang bớt về cho nó đỡ phí. Thế nhẹ bố cần ăn thì sao? Anh chả biết cái gì cả. Bây giờ bố già rồi nhá, ăn những cái đồ này là cholesterol này, mỡ máu này, gút này. Rồi chưa kể, ông lớn tuổi rồi ông hay bị đầy bụng, khó tiêu. Vợ chồng mình mang bớt về ăn, như thế là nghĩ cho sức khỏe của bố đấy. Nhanh lên. Thế thì để gọi cho bố. Ngu đấy. Anh làm như thế chả khác gì bảo là vợ chồng mình lấy hết đồ ăn của ông à. Nhanh lên. Lấy hết à? Yên tâm, em để lại đồ ăn cho bố rồi. Chưa gì đã lo cho bố. Về nhanh, sắp mưa rồi. Alo, bà hả? Ông ăn hết đồ tôi nấu chưa? Bà đừng lo. Tôi đang ăn thế này. Mà cái món chả của bà ăn tốn cơm lắm. Ông ăn hết thật rồi á? Thế bà không tin á? Bà chờ nhá. Tôi sẽ chụp ảnh, tôi gửi cho bà nhá. Tôi nhìn thấy rồi. Thôi, ông đi nghỉ sớm đi, nhá. Thế mai tiện đường đi thì tôi đón bà đi chợ nhá.